Ngày 16 tháng 2, ông Nguyễn Chí Phương, chú tại thành phố Con Tum cho biết, ông đã đào được củ mì khổng lồ nặng gần 70 kg và dài khoảng 1,3 m tại khu dãy của gia đình. Theo ông Phương, cây mì được gia đình ông trồng hơn 3 năm trên rẫy thuộc phường Ngô Mây. Vì cây mì mọc ở ven bờ danh nên bị bỏ quên, không thu hoạch. Chính vì vậy, cây được mọc tự nhiên, không chăm sóc, phân bón. Để đào được bụi mì lên, ông Phương đã thuê 3 người đào trong gần 2 tiếng đồng hồ. Qua kiểm tra, Cây mì có khoảng 20 củ riêng lẻ, củ dài nhất khoảng 1,3m, nặng gần 10kg. Khi đi cân, tổng trọng lượng củ mì nặng 60kg. Nếu tính thêm những củ đã bị gãy rời thì cân nặng lên đến gần 70kg. Ông Phương cho biết đây là củ mì to nhất mà gia đình từng thấy trong đời. Bụi mì hiện được gia đình cất giữ. Đối với thân cây, gia đình định sẽ lấy làm giống cho vụ sau.